Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám phá cùng Mít. Các bạn thân mến, cơn mưa động vật là hiện tượng loài cá đi theo nước mưa, rơi từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, theo nhiều ghi chép, cơn mưa động vật đôi khi còn là sinh vật biển, động vật có vú, lưỡng cư, rơi từ trên trời rơi xuống. Đã có rất nhiều khoảnh khắc, hàng nghìn loài động vật từ trên trời rơi xuống khiến rất nhiều người sợ hãi. Vậy các bạn nào ở đây đã từng chứng kiến cơn mưa động vật nào chưa? Hãy cùng Mít khám phá ngay trong video ngày sau đây nhé! Một cơn mưa cá tại Sri Lanka. Tại một ngôi làng ở thị trấn Chillore, phía tây Sri Lanka, người dân nơi đây đã rất bất ngờ khi được chứng kiến tận mắt một trận mưa cá. Ban đầu họ cứ nghĩ đó là một cơn mưa đá bởi những tiếng lộp bộp rơi trên mái nhà. Một lượng lớn cá khoảng 50kg rơi từ trên trời rơi xuống giống như một cơn mưa. Trong số đó, có những con cá vẫn còn sống. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa cá này là do một trận lốc xoáy hình thành trên mặt nước tương đối nông và phát triển thành vòi rồng. Tất cả những gì có trong nước từ cá, lươn cho đến những con ếch đều bị nó hút lên trời và mang đến một khu vực khác xa hơn, ngay cả khi lốc xoáy ngừng hoạt động. Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này xuất hiện tại Sri Lanka. Trước đó vào năm 2012, tại khu vực phía nam của đất nước này cũng từng xuất hiện một cơn mưa tôm. 2. Mưa nhện kỳ lạ ở Australia. Một thị trấn nhỏ tại Australia vừa hứng chịu một cơn mưa nhện kỳ lạ rút xuống từ bầu trời. Người dân thị trấn Goulburn, phía nam Australia kể lại rằng hiện tượng kỳ lạ này xảy ra vào một ngày trời u ám và vô số những con nhện nhỏ xíu cùng mạng nhện của chúng phủ khắp mặt đất. Ian Weston, một cư dân của thị trấn cho biết trận mưa thật tồi tệ, vài con nhện thậm chí còn vướng đầy vào tóc ông. Nhà tôi ở cách thị trấn khoảng 10 phút đi đường, tôi có thể thấy rõ hàng trăm con nhện nhỏ chui đầy vào nhà. Bạn không thể đi ra ngoài mà không bị vướng vào mạng nhện. Loài nhện sử dụng một kỹ thuật di chuyển đặc biệt được gọi là tóc thiên thần. Theo đó, chúng tìm đến các ngọn cây và răng tơ, đu vào các sợi tơ đó để văng mình ra xa. Kỹ thuật này được các nhà khoa học gọi là lý do tại sao nhện xuất hiện ở khắp các châu lục. Điều này đôi khi khiến toàn bộ các cánh đồng và bãi đất phủ đầy tơ nếu có một trận mưa hoặc gió thổi bay cả đàn nhện từ trên những ngọn cây. Kay Pasterfield, sống tại miền nam Australia, bắt đầu say mê với hiện tượng này sau khi nhận được một bức ảnh kỳ lạ chụp cánh đồng Aburi phủ đầy tơ. Năm trước, tại Brazil cũng đã từng xuất hiện hiện tượng mưa nhện kỳ lạ này. Một người ở Brazil đăng tải đoạn video cho thấy hàng trăm con nhện lơ lửng trên không trung, giống như trận mưa nhện. Martha Fisher, một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về nhện ở Đại học Giáo hoàng Paraná cho rằng đây là hiện tượng bình thường và nó chủ yếu xảy ra ở thành phố São Paulo. 3. Mưa rắn. Hầu hết mọi người đều nghĩ rắn là một loài bò sát hung dữ, tuy nhiên nó không hoàn toàn như vậy. Trong thế giới tự nhiên, rắn là một loài sống hòa bình và rất cô độc, nên hầu hết các tình huống tấn công con người đều là tự vệ và có một lý do cụ thể. Có rất nhiều loài rắn, có những loài cắn sẽ không thấy nguy hại đến sức khỏe, nhưng cũng có những loài có thể khiến kẻ thù chết ngay tức khắc vì độc của chúng. Vậy nên, rắn luôn là một loài động vật khiến rất nhiều người sợ hãi khi nhìn thấy chúng. Vậy các bạn thử tưởng tượng xem, một ngày hàng chục, thậm chí hàng trăm con rắn từ trên trời rơi xuống. Lúc ấy tâm trạng của bạn sẽ như thế nào? Chắc chắn là sẽ rất sợ hãi rồi đúng không? Ấy thế nhưng thế giới đã từng ghi nhận những cơn mưa rắn xuất hiện rồi đấy. Theo ghi chép thì trận mưa rắn khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ ấy xảy ra vào tháng 1 năm 1877 tại vùng Memphis, Hoa Kỳ. Đặc biệt hầu hết những con rắn xuất hiện trong trận mưa lạ lùng này đều có chiều dài khoảng 0,5m. Chú choa mà ơi, nghĩ đến cảnh hàng trăm con rắn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống thôi là Mít đã thấy nổi hết cả da gà rồi các bạn ạ. Why are you crying? 4. Mưa rơi. Bên cạnh mưa rắn thì mưa rơi cũng đã từng được ghi nhận trong thời gian gần đây trên thế giới. Theo đó, vào tháng 1 năm 2018, sau khi nhiệt độ ở vùng Campbellton, Úc tăng cao, thì hàng trăm con rơi không thể chịu nổi cái nóng đến 44,4 độ C đã sốc nhiệt và chết rồi rơi lộp độp xuống mặt đất như một trận mưa rào. Theo các chuyên gia, sở dĩ có trận mưa rơi kỳ lạ này vì rơi chỉ có thể chịu được nhiệt độ 30 độ C. Và khi nhiệt độ môi trường quá cao sẽ khiến chúng chết và rơi từ trên cây hoặc khi đang bay xuống mặt đất. 5. Mưa cóc nhái.
Có đến 4 cơn mưa cóc nhái đã từng xảy ra trên thế giới từ trước đến nay được chúng ta ghi nhận. Theo đó, trận mưa kỳ lạ này xảy ra đầu tiên vào năm 1804 ở vùng Toulouse, Pháp. Trận mưa cóc nhái thứ hai xảy ra vào năm 1863 ở làng Achillea, Vương quốc Anh. Lần thứ ba vào năm 1882 ở bang Iowa, Hoa Kỳ và lần thứ tư xuất hiện ở vùng Ozasi, Serbia, Nga. Theo các chuyên gia, nguyên nhân xảy ra những cơn mưa cóc nhái kỳ dị này xuất phát từ những cơn lốc xoáy mạnh. Những cơn lốc xoáy đi qua khu vực đầm lầy đã hút theo cóc nhái lên không trung và rồi khiến chúng rơi ngược từ trên trời xuống mặt đất. 6. Mưa chuột. Bên cạnh ếch, rắn, ếch nhái, nhện như Mít vừa kể trên thì thế giới cũng đã từng chứng kiến một trận mưa chuột rất khó lý giải đấy các bạn ạ. Theo đó, vào năm 1578, vùng Bergen, Na Uy bỗng xuất hiện rất nhiều chú chuột từ trên trời rơi xuống một hồ nước ở khu vực này. Có một điều rất đặc biệt là hầu như các chú chuột này vẫn còn sống và một năm sau đó, một trận mưa chuột kinh dị nữa cũng đã đổ ập xuống khu vực này. Thật là một hiện tượng quá đáng sợ phải không các bạn? 7. Mưa giun. Năm 2015, nhiều người ở miền Nam, Na Uy bùn rùn đến hết người khi chứng kiến một trận mưa giun chưa từng thấy, hàng ngàn con giun từ trên trời rơi xuống lớp tuyết dày. Hiện tượng kỳ lạ này từng xảy ra ở các thành phố khác như Lindas, Sudar và Femuden ở miền Nam Na Uy. Theo các nhà khoa học, dòng khí nóng vận động đi lên trong cơn giông có thể đạt tốc độ hơn 96 km/h. Nó tương đương sức gió của vòi rồng với cường độ vừa phải có đủ sức mạnh để cuốn lên không trung những loài có khối lượng nhẹ như giun đất, ếch, rắn, nhện. 8. Mưa cự đà đóng băng. Vào năm 2008, bang Florida, Hoa Kỳ là nơi từng chứng kiến một trận mưa không có nước mà toàn là cự đà xanh đóng băng rơi từ trên trời rơi xuống rất khó hiểu, thậm chí mà còn khiến nhiều người thất kinh hồn vía. Giải thích cho trận mưa dị thường này, các chuyên gia cho rằng cự đà là loài thằn lằn máu lạnh. Khi gặp thời tiết quá lạnh thì chúng sẽ bị đóng băng tê cứng, không thể vận động được. Vì thế, chúng rơi xuống đất và tạo thành cơn mưa kỳ quái như chúng ta biết. Các bạn thấy hiện tượng này thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận cho Mít biết với nhé! 9. Mưa bò. Bình thường, những cơn mưa nhện, rắn hay chuột là những động vật nhỏ thì Mít còn tin được. Chứ có cả cơn mưa bò thì nghe có vẻ hơi đáng sợ các bạn nhỉ? Năm 1986, ở biển Okhotsk, gần Siberia, xuất hiện cơn mưa bò kỳ lạ. Khoảng 23 con bò rơi từ trên trời rơi xuống và một con rơi trúng thuyền ngư dân Nhật khiến nó bị đắm. Nguyên nhân là do máy bay vận chuyển bò của Nga đang bay trên không thì đàn bò nổi điên, các phi công buộc phải mở cửa khoang chở hàng khiến những con bò rơi từ máy bay xuống. Nguy hiểm quá các bạn nhỉ? Chúng ta đã cùng nhau điểm danh qua 9 cơn mưa động vật kỳ lạ và bí ẩn nhất thế giới. Các bạn có thấy ấn tượng với vị trí nào nhất không? Hãy phím ngay cho Mít biết với nha. Và đừng quên ấn subscribe kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật những video thú vị của khám phá cùng Mít. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.